Kính mong sư chỉ ra điểm sai và hướng dẫn cách thờ cúng nghi lễ cho hàng cư sĩ đúng chánh pháp của Đức Phật Gotama. Một vị đã nói như thế này. Bản nhất vàng mã là lễ nghi, chứ không phải là mê tín hay là chánh tín gì hết á. Cúng là phải vàng mã mê tín, thì nhang đèn mê tín hết, trái cây mê tín hết, ba cái gì đem cúng đó mê tín hết. Bỏ vàng mã thì bỏ hết mấy kia đi. Tại sao chỉ là lọc ra vàng mã là mê tín? Bởi vì dựa vào một số những cái người không hiểu cho nên họ nói đó, rồi cái chúng ta nhảy theo. Tại sao chúng ta phải bận lòng về những chuyện đó? Chúng ta phải xác định cơ bản nhất vàng mã là lễ nghi, chứ không phải là mê tín hay là chánh tín gì hết á. Cúng là phải có lễ nghi. Giờ cúng để cái bàn trống dọc về, không có bông trái nhang đèn hoa quả, không có vàng mã thì cúng gì hả? Giờ cúng đi à, tôi chỉ có cái tâm mà, tôi sống bằng chân lý cái tâm mà. Mà mốt nội bà nội mày chết mày làm y vậy đi, mày đem cái tâm ra ngang, mày đừng có mồ mã, mày đừng có mai táng, mày đừng có cái bất cứ cái hình thức gì hết trơn ngang, mày sống cái. Sư nghĩ là như đây là đã đủ rồi. Thì thưa quý vị, như thế này nè. Thứ nhất á, là tùy theo căn tánh của mỗi chúng sanh nha. Thứ nhất á, cái người mà căn tánh tính á, thì họ cái kiểu họ thờ cúng nó khác, mà người căn tánh trí cái kiểu thờ cúng nó khác. Mình không có nên mình cạo bằng cái kiểu là người tính rồi mình cạo bằng như người trí, rồi người trí cạo bằng như người tính. Quý vị để ý đi, cái kiểu mà cúng của người tính nhiều á, thì trên bàn thờ họ bày đủ hết, thờ Phật hay là thờ tổ tiên, nói chung là trên cái bàn thờ của họ, họ chất cho nó bằng hết chỗ thì thôi. Thì đó là cái kiểu thờ của cái người mà nhiều tính. Đó là căn tánh tính của họ, do căn tánh nó sai xử họ như thế. Còn cái người căn tánh trí thì cái bàn thờ của họ là nó càng gọn càng tốt. Thậm chí sư thấy nhiều nơi là không có nhang đèn luôn, chỉ có tượng Phật thôi. Và đối với họ là cái việc họ đến họ đảnh lễ là nó đủ rồi. Tức là họ mỗi lần họ đi ngang qua bàn thờ, như họ đi ngang qua bàn thờ thì họ đều cúi đầu họ đảnh lễ, chứ không phải họ là người bất kính nha. Họ đều đảnh lễ mỗi lần đi ngang qua. Cái kiểu thờ họ giống như là Phật tại tiền vậy đó. Đó, tức là Phật đang ở trước mặt họ. Cái kiểu họ sinh hoạt thì họ cũng nể Phật, giống như là Phật đang ngồi trước mặt họ. Cho nên á, là mình đừng có đánh đồng. Rồi nó giống như cái kiểu á, người căn tánh tính á, nhìn qua người căn tánh trí nó, ôi cái thứ gì mà thờ không nhang, không đèn, không trái cây, thờ cái kiểu đó, thờ cái gì. Rồi cái người căn tánh trí nhìn người căn tánh tính á, thì lại nói trời ơi thờ Phật cái kiểu gì mà thờ toàn là nhang đèn trái cây rồi bông hoa rồi giấy tiền vàng bạc tùm lum tùm la, y như cái thứ mê tín. Giống như nói chung là hai bên cãi lộn với nhau mà không hiểu nhau, cái đó không nên. Chúng ta phải hiểu. Tuy nhiên sự nhắc nhở như thế này nè, là người tính nhiều tức là nặng về đức tin á, thì rất dễ bị thiếu trí. Tại vì đức tin quá mạnh thì trí nó sẽ bị đè xuống dưới, đè mất luôn. Còn cái người mà tính, còn cái người trí quá mạnh, nó sẽ đè cái đức tin, nó đè có khi đè mất luôn. Nó dẫn đến một cái dạng cực đoan, tức là cái người tính nhiều á, họ không có trí gì hết, họ đưa đến cái sự kiện là mê tín. Mê tín ở đây là niềm tin sai lầm nha. Nó dẫn đến là họ thờ tùm lum tùm la hết, thờ trên thờ dưới thờ trong thờ ngoài, thờ cái khỉ gì cũng thờ hết. Thì đó là một cái điển hình của sự kiện là tính quá mạnh, thành ra là trí tuệ biến mất.
hoặc là cái người mà trí quá mạnh á, thì nó có thể dẫn đến một dạng cực đoan, tức là họ không thờ cái gì hết. Tại tôi không tin gì hết á, tôi tin mình tôi thôi nha, tôi không tin gì hết trơn, thờ Phật cũng không cần thiết, cho nên là dẹp luôn, không có thờ cái gì hết trơn, tôi tự học như vậy được rồi. Mà cái kiểu đó là cái kiểu cực đoan cho cả hai căn tánh. Cho nên thứ nhất là sư định nghĩa thế nào là chánh tính và thế nào là mê tín nha. Chánh tính tức là mình tin những cái đúng đắn, ví dụ một, mình tin nơi Tam Bảo, tin Phật, Pháp và Tăng, cái đó là chánh tính. Cái thứ hai, mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp, đó là chánh tính, chứ không phải cái chuyện thờ cúng mà gọi là chánh tính, không phải nha. Mà nếu như mình thờ cúng dựa trên cơ sở mình hiểu nghiệp và quả của nghiệp này, dựa trên cơ sở mình tin nơi Tam Bảo này, và một cái niềm tin thứ ba là tin rằng tất cả mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, mọi các hành là vô thường, cái gì vô thường nó là khổ, cái gì vô thường khổ thì không đáng để coi đó là ta, là của ta, thì đó là chánh tính. Mình thờ cái kiểu đó là mình thờ trên cơ sở chánh tính. Còn mê tín tức là mình tin nhưng mà mình không có cơ sở trí tuệ đi kèm, mình không có hiểu Tam Bảo là cái gì, mình không hiểu nghiệp và quả của nghiệp là cái gì, mà thiên hạ sai đâu mình đánh đó, nói sao làm vậy, nói bậy làm theo, thì đó là mê tín. Cho nên sư chọn một cái giải pháp trung dung ở giữa, đó là gì? Đó là chúng ta nên hiểu là chúng ta sống ở Việt Nam thì có những cái phong tục của người Việt, để khi mà mình bày cái bàn thờ ra, người ta nhìn người ta biết à, đây là bàn thờ của mấy anh cha Việt Nam nè. Hoặc là người Trung Quốc họ bày ra mình nhìn là biết liền, à cái này là bàn thờ của hàng China nè ha. Còn cái người mà cái ví dụ cái người Khmer họ bày cái bàn thờ mình nhìn biết liền, à cái này là bàn thờ Khmer nè. Tức là nó có những cái đặc điểm văn hóa, thì mình chỉ cần cho nó vừa đủ, cho nó đẹp. Có những cái mình không cần phải làm cho nó khoa trương mà nó vẫn đẹp nha. Nó vừa phải thôi, vừa phải là được nha. Có những cái không có cũng không sao, nhưng mà có những cái không có thì người ta nhìn người ta không thấy cái nét Việt ở chỗ nào trong đó, thì mình cân đối thôi, cân đối là được. Bao gồm cả cái vụ mà nhang đèn trái cây nha, vừa phải. Còn đó là sư nói về cái phong tục để người ta nhìn lên người ta biết là đó là một cái bàn thờ người Việt. Còn á, mình có chánh tín, mình không mê tín, là mình hiểu cúng cái gì mới là đúng đắn. Thứ nhất, cúng ông bà cha mẹ, cúng tổ cúng tiên, thì cái cách cúng dường mà đúng đắn nhất chính là làm phước và hồi hướng phước. Chứ mình cúng mâm cao cổ đầy, thậm chí cho đến nhang đèn trái cây, thì đó chỉ là lễ nghi. Thực tế ông bà mình không có hưởng cái gì trong đó trơn. Mà muốn ông bà mình hưởng được, theo như Kinh Tạng nha, thì mình nên làm phước và hồi hướng phước. Đấy. Rồi còn cái chuyện mà cúng Phật á, thì xin thưa là nó tùy theo cái lòng tín của mình, cái lòng thành của mình á, mình muốn cúng nhang cũng được, cúng đèn cũng được, cúng trái cây, cúng cái gì cũng được hết. Nhưng mà nhắc nhớ nha, cúng ba cái nhang, nhang sạch dùm sư, chứ ba cái nhang quá chất là cúng lên nó mệt cái tượng Phật lắm. Đó là cái sự hướng dẫn của sư, một cái sự hướng dẫn nó không có cái tâm sân đi kèm trong đó. Chứ mình nói mình khuyên người ta mà nó sân một đống thì nó cũng kỳ. Xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ về cái chuyện mà thờ cúng như thế nào. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà nói về vấn đề mà cúng tế mà nói chung, quý vị cúng tế nói chung này nè, làm xin nhớ đến một bài kinh trong Trường Bộ, đó là kinh Cu Tá Đanh Đá. Thì cái bối cảnh bài kinh này sao? Bài kinh này ở đây thời gian không có,
nên là sư sẽ kể sơ qua để quý vị hiểu được là cái vấn đề cúng tế trong thời Đức Phật á, và cái quan điểm của ngài á, khi mà nói về vấn đề cúng tế và ngài hướng dẫn á, như thế nào là cúng tế mà theo đúng đúng tinh thần chánh pháp á, như thế nào á. Thì như vậy ông Cú Tánh Đanh Đá này là sao, là Cú Tánh Đanh Đá này, ông này là phải nói là ông này rất là nổi tiếng, một trong những cái vị mà gọi là đệ nhất, gì đệ nhất về Bà La Môn, người gọi là cúng tế này nọ, ông uy tín này nọ, mà ông vua cấp cấp cho ông này một cái làng thứ bị một cái làng á, để cho ông đó, để ghi chỗ luôn, là biết uy tín lên lớn cái nào đó. Nhưng mà ông này là người có trí, ông khi mà ông biết được Phật đó, thì ông mới lại thành ý kiến Đức Phật, là ông nói là ông sắp ra chuẩn bị một cái tế đàn á, thì mới hỏi là bạch Phật, hỏi Phật là đại loại như là ngài á, con nghe nói là ngài là giống như là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thì ngài có thể chỉ cho con cách cúng tế mà sao đúng không đó. Thì bài kinh rất là dài, nhưng mà ở đây á, cái điểm chính á, là ngài Đức Phật á mới chỉ ổng như vậy. Cái điều kiện mà cúng tế á, cái điều kiện mà cơ bản nhất á, cúng tế á, là trong lễ á, không có sinh vật bị sát sanh, nghĩa là không có giết tế, không có giết giết hại chúng sanh đó, không có sát sanh đó. Rồi không có người bị dọa nạt nè, họ muốn làm thì làm. Còn lễ tế không chỉ vì vua mà vì tất cả người thiện đó. Rồi trong bài kinh đó, thì tiếp theo khi mà Đức Phật giảng nó tiếp theo, thì Phật có mô tả về các hình thức lễ tế có nhiều hiệu lực hơn để dân cúng tế vật. Thì sau cùng cái ngài nói về quả La Hán, thì sau khi Phật thuyết đó, ông Cú Tanh Đá này nè xin ổng mới quy Đức Phật luôn. Cái bài kinh này thật sự rất là hay thưa quý vị, nếu quý vị có nghiên cứu hay có thích về cái việc mà cúng tế này, nó muốn biết sao á, biết thế nào là định nghĩa, thế nào là khái niệm, thế nào mà là đúng cúng tế đúng theo tình bằng Phật dạy, thì quý vị lên YouTube ha, đánh vô giảng giải kinh Cú Tánh Đanh Đá Sư Giác Nguyên ha, Sư Giác Nguyên ngài giảng bài kinh này là gọi là xuất sắc á. Quý vị chỉ cần lắng tâm quý vị nghe thôi, quý vị sẽ hiểu được. Thì ở đây sư nói về cúng tế, sư cũng trích dẫn thêm một bài kinh ở trong Tăng Chi. Thì có lúc đó Bà La Môn á, Uttaya mới đến gặp Đức Thế Tôn, thì ông ta mới hỏi như vậy là Sa Môn Gautama, là ngài có đề cao việc cúng tế không? Thì Đức Phật ngài mới nói là ta không đề cao một sự cúng tế và cũng không thoái thác tất cả một sự cúng tế đó. Thì ngài mới nói, thì mà ông mới nói là gì, cúng tế sao mới đúng, thì Đức Phật cũng có nói bốn cái điều kiện như sau, nghĩa là ngài nói là cũng tương tự như bài kinh của Tán Đá, ngài nói là ta không đề cao sự cúng tế bạo lực, trong đó có những trâu bò cừu dê gà bị sát hại, trong những sinh vật khác nhau bị lôi tới lò mổ. Cái thứ hai là vì lý do gì, vì những vị La Hán đã bước vào thánh đạo không tham dự cúng tế bạo lực. Cái thứ ba là ngài đề cao sự cúng tế phi bạo lực, thì trong đó có sự giết hại đó, trong đó những sinh vật đó. Và ngài đề cao cái sự thường xuyên bố thí, là sự dân cúng theo cái phong tục của gia đình. Và cuối cùng đó, là ngài cũng đề cao cái việc mà cúng dường đến cúng dường. Ở đây là có nghĩa là cúng dường ở đây là mình thực hành việc bố thí đó, và thực hành bố thí rồi trì giới và hướng đến cái đạo quả giải thoát đó. Thì đó là cũng là một cái hình thức mà gọi là cúng tế, mà gọi là cao thượng nhất. Thì qua hai bài kinh này nè, nói đúng hơn là để cho ta hiểu được cái quan điểm của Đức Thế Tôn về cái việc cúng tế đó, theo đúng chánh pháp đó, như thế nào. Không, mình chỉ cần nghe bài kinh thôi, nói chung là nghe bài kinh của Tá Đanh Đá thôi, là mình hiểu được, tự mình hiểu được là cái việc mà cúng tế như thế nào là đúng hoặc là sai rồi. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.